Yeah, xem cái bên mà người ta sần. Và tao là đồ nhóc, tao anh di kít, tao là bút chì bè. Tao là Gobu, và tao là Takapi, ALP. West Side anh em hội tụ bọn tao đã đổi mới. Một PTV đã trở lại, bọn chó hay đờ đã hết. Ở im lặng khá lâu nó ngồi mơ tưởng nâng cấp của tao là tầm cỡ gì để một tay bọn tao sẽ tan em hết. Điên cơ mây mờ, khẳng định một điều West Side anh em hội tụ bọn tao đã đổi mới. Một PTV đã trở lại, bọn chó hay đờ đã hết. Ở im lặng khá lâu nó ngồi mơ tưởng nâng cấp của tao là tầm cỡ gì để một tay bọn tao sẽ tan em hết. Điên cơ mây mờ, mà thấy ước mai tụi tao sẽ lại không cần. Bên từng đứng đầu cả đám anh cậu mà hấu đã nhảy vào, để tao bứng đầu không cần phải nói nhiều lời. Tụi tao lên tiếng hay phải biết nghe lời. Cái thời bọn tao chơi đá chắc tụi mấy còn chưa biết nhìn đời. Tụi đời có câu phải biết đứng trên mà nhường dưới. Có lẽ anh im lặng là mấy em hung hăng như thế mà làm tới. Chắc ở nhà từng hay vất vả với ông bà già mấy con hả? Chỉ bước là mày đứng này mà tao là tao cùng cả nhà tụi quay lên bàn thờ mất. Nhắc lại lần nữa anh em hội tụ tụi tao là một quái đứng đầu, sẵn sàng nắm đầu giết hết bèn nhóc lắc nhát sầu lợn mày cứng đầu. Sửa tôi sủi lùi tao thấy cái trình của tụi mày cũng đéo có tới đâu. Cho dù ông bà già mày chui xuống ống cũng đéo bao giờ với tới tao. Nhắc lại lần nữa anh em hội tụ tụi tao là một quái đứng đầu, sẵn sàng nắm đầu giết hết bèn nhóc lắc nhát sầu lợn mày cứng đầu. Sửa tôi sủi lùi tao thấy cái trình của tụi mày cũng đéo có tới đâu. Cho dù ông bà già mày chui xuống ống cũng đéo bao giờ với tới tao. Lặng một thời gian tụi mày cứ tưởng là anh em tao hiền hết tầng này tới tầng nọ cứ nhào vô cắn như chó điên. Ôi tiền lạ phèn mua mất một thời gian để kiếm một tí tiền. Ok hôm nay tao sẽ thực hiện để con đi mẹ mày quy tiền. Làm chó hay làm vua nhưng làm phản tao sẽ giết hết. Tiễn hết trần thằng nắm đầu tao sẽ giết chết. Kể mẹ tôi quay mặt dù rất là ghét tao, nhưng tao nói lại đứng đầu vẫn là quét tao. Một khi TVB trở lại cái tên những chiến mới bất bại. Cái lũ hay đơ tụi mày chẳng khác vì cái đáp ăn hại định cáo tên mày. Nhắc luôn tụi cày AF khi tụi tao con trầm mai chẳng tay giết hết tụi cày lép. Anh em của tụi tao thì vẫn đang đứng ở đỉnh cao. Cái lũ hay đơ tụi mày muốn chiều cao chỉ là giấc chim bao. Anh em của tụi tao thì ra trận như bão táp với phong ba. Cái lũ hay đơ tụi mày thì như chó tắt trong chuồng ra. Lũ cày thì hao thắng cứ thích tự nhận mình là siêu sao. Thì ngu do đéo được bão dù lấy đơn ngu từ trong não. Đừng kể là bố cua dạo mày trở thành bú cặc ở đảo. Con đĩa mẹ mày tao chết mẹ mày cái thằng não. Tao thấy ấp mai từ lâu trình của lũ cày cũng chẳng tới đâu. Cái lũ xúc vật của mày tao thấy chém nhẹ cũng đã rơi đầu. Ai ép nhẹ nhém thích chơi anh em tụi tao cũng sẽ nghênh chiến. Cái lũ ai ép liên thi cũng như con chó đã bị tiếng. Quàng quàng hẹn hối hả? Chứ chấp bỏ mình đây hôm nay cả trận muốn chối hả? Đừng cố nay dừng dập nhưng tao vẫn cù không thả. Chỉ có đường ngu ở quê thì mới đáp như lũ đầu hàng thảo đồng. Đáp không như mình mà phải như ai biết bắt mà thả tông. Đang mà biết lắc là xong, luôn là tức sắc mà trả công. Chứ không phải lên ú ẩu ở như lũ biết nhắc rác trả công. Cái cách mày rác như rác tao đang vứt hoặc thả xong. Hồi đó một cứ quét bè thiếu nợ đẹp đòi mày trả không. Bán này mày thua dù có sinh tàn mày chó tao cũng không thả. Cái trình thuộc hạng lông lá thì đéo có sức công. Quá ngồi đó mà ngồi mong mộng đại diện rồi mày đặt đồ chống trả tao giết mày dễ dàng như là bé cổ gà. Hay là nói cách khác bài mày là xe xì lớp á mà bị bắt ổ gà đụ con đĩ.